chú vẽ lâu chưa? Sao cô qua bên nay họ không phát hiện ra ta? Tám ngày hả? Trời ơi. Dạ, nói xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha cả nhà. Hiện tại thì em đang đứng trước cái hẻm đi vào nhà Hồng Loan này cả nhà. Đây, quán cà phê 60 tỷ là bên này cả nhà. Ở nhà Hồng Loan ở đây ha. Thì bữa nay Hồng Loan với chị Ni thì đi Hà Nội chưa có về cả nhà. Chiều nay thì phiên tòa sẽ diễn ra ha. Và em thấy một cái điều hay hay nè. Ở trước hẻm nè, cho nên là ra quay chia sẻ cả nhà mình. Đó, cả nhà thấy gì không? Quá trời đẹp cả nhà ơi. À, ngoài đây là cái lộ này cả nhà, cái đường quốc lộ ha, đường Phan Đăng Lưu nè. Đây có một cái chú đang vẽ những cái hình rất là đẹp nè cô chú anh chị, hình những em học sinh đang quét trên những cái thảm cỏ xanh nữa nè cả nhà, quá trời đẹp luôn. À, rồi bây giờ mình lại mình coi chú vẽ cả nhà. Rồi, chú là một họa sĩ ha. Đó, chú vẽ từ nét. Chú là họa sĩ. Từ Phan Đăng Lưu. Cái này là người ta mướn mình vẽ hả chú? Ủa chú vẽ lâu chưa? Sao cô qua bên nay họ không phát hiện ra ta? Tám ngày hả? Trời ơi. Thôi chú vẽ ở nhà. Vẽ này nay mấy ngày chú? Tám ngày. Không có để ý luôn á. Dạ. Vệ sinh trong môi trường. Môi trường. Đồ nghề của chú nè cả nhà, quá trời luôn. Đây cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây là 8 ngày rồi cả nhà. À, ở trên là có chữ là công trình dân vận khéo, đảng ủy, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và dân phường 1 quận Phú Nhuận. Ở bên đây là chung tay bảo vệ môi trường, tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Quá trời luôn, xanh xanh đẹp ha cả nhà ha. Chú vẽ này 8 ngày mà tụi em mới phát hiện ra chú luôn á nha. Chú vẽ rất là khéo luôn. À vậy chú này là chú họa sĩ Lê Nhật hả? À chú, là tên chú hả? Nè, có số điện thoại của chú luôn nè. À, một góc nhỏ yêu thương có cái tên với lại số điện thoại của chú nha cả nhà ơi. Mình có nhu cầu vẽ gì đó, đó mình có thể liên hệ số điện thoại của chú nè. Rất là đẹp ha. Quá trời đẹp luôn. Thấy cái trụ đứng này, trụ gì không? Trụ đèn này đúng không? Ờ, những nhà cao tầng nè. Đây là những cái bãi cỏ nè, con chú nhìn đây là bãi cỏ ha. Đây là những cây cây xanh ở khu đô thị. Ừ. Wow, chú tạo nền trước á, xong rồi chú vẽ những cái chi tiết nhỏ nhỏ sau á nha. Gia đình yêu thương và chia sẻ. Ngày dự kiến là khoảng bao nhiêu ngày nữa là mình xong chút. Chưa thế. Chiều nay đã xong đi. Chú họa sĩ Lê Nhật cả nhà. Khi mà mình đi trên đường thì mình thấy những cái phong cảnh như thế này, những bức tranh như thế này mình thấy rất là đẹp mà cũng rất là khá là hay ha nha. Nhìn rất là đẹp mắt. Cái này là cây đèn.
chú ở phòng máy chú. Chú ở quận chú này ngoài 60 tuổi là tăng kiện của chú là ngoài cũng phải 5 mét dân rồi ha. Đã lâu rồi. Chú làm nghề lâu chưa chú? Lâu rồi. Năm có mấy năm rồi. Hồi nhỏ em cũng thích vẽ lắm mà em vẽ không có khéo quá nha. Thích vẽ lắm. Chúng mình vẽ trong tranh trên giấy đó quá vẽ ngoài mà không gian này nó có khác nhau cái điểm nào không chú? Khác cái vẽ trên giấy là bức nhỏ. À bức nhỏ là vẽ bằng màu nước thì dễ vẽ hơn. À màu nước dễ vẽ dễ hơn đúng không? Còn đây mình vẽ bằng sơn cà phê nó khó vẽ. Nó khó vẽ hơn vẽ màu acrylic HD nữa. Cái này là cháu trường thấy như chú có nhiều cái cà phê đó bán những cái bức tranh như thế này nè rất là đẹp luôn và cũng có nhiều rất nhiều nhân khác luôn tại vì chú đang sống một chỗ nhà không hiểu chú thì mẹ được cái nhìn xa rất là đẹp ha nhà ha. Đó. Đó, cái nhà nhìn toàn cảnh của cái bức tranh này ha, đẹp quá trời luôn. Có một cái cây to nè, có mấy bạn trai bạn gái quét rác, một bức tranh rất là đẹp và cũng rất là ý nghĩa cả nhà. Những bạn nhỏ đang cầm cái chổi quét nè, có bạn thì mang cặp ha, cô giáo thì tưới hoa. Đây là một cái bức tranh cũng rất là ý nghĩa nè, cô và trò cùng nhau làm ha. Bé thì quét, cô thì tưới hoa, cùng nhau chăm sóc giống như là một cái khu vườn á cả nhà. Đó. Nhìn cái bức tranh cái mình cảm thấy rất là vui mà rất là ý nghĩa nha. Khi mà cô chú anh chị mình đi đến cái hẻm đường Đoàn Thị Điểm nè, mấy anh chị nhìn vô một cái là thấy cái bức tranh này luôn, nó học vô mắt mình. Một bức tranh quá là đẹp. À, rồi thôi bây giờ mình đi trở về nhà Hồng Loan hay cả nhà ha. Về nhà Hồng Loan ở đây cả nhà, chúng ta đi nha. Đó, từ ngoài đầu đường Phan Đăng Lưu mà đi vô nhà Hồng Loan thì cũng khoảng 50 mét thôi cả nhà. Thì cũng như là cô chú anh chị mình cũng biết là chiều nay thì chị Ly và chị Tiết Ngọc và chị và Hồng Loan sẽ có phiên tòa ở Hà Nội sẽ diễn ra ha cả nhà. Và tất cả chúng ta đều mong chờ cái tin vui. Thì bữa trước thì chị Ni và Lo thì cũng đi ra ngoài đó trước sống một ngày ha cả nhà. Cả nhà chiều nay thì phiên tòa sẽ diễn ra ha cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị nói xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã yêu thương, quan tâm, ủng hộ Hồng Loan con gái duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ha cả nhà. Và em sẽ ở đây có thông tin gì mới sẽ cập nhật để chia sẻ cho cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh của Nắng Xuân. Chúc cả nhà mình một buổi chiều nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc của gia đình nha.